Xin chào anh em. Cho anh em thưởng thức tí nhạc YouTube qua cái bộ chuyển đổi KQK08. Test mấy bài cho anh em ngon bổ rẻ. Chị em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Chỉ có từ cái QK08 xuống cái âm ly này cho anh em. Xuyên mình bên lâu, ai ngờ lại xa cách. Thì này chỉnh được âm lượng và cái bass set rất là độc đáo. Nói chung là hay nhất là giờ nhờ cái khiển này này. Giải mã qua Otico, Bluetooth, Cocial. Chúng em chơi rất là đơn giản. Nó chất hơn hẳn anh em ạ. Cái này anh em có thể sử dụng qua cái này để chúng ta cắm vào karaoke nghe rất là hay. Đang đánh qua một cái loa tannoy.